ký ức về những người con miền Nam tập kết tại Cửa Hới đã trở thành huyền thoại. Cả Hới, bến cảng nghĩa tình, nơi đã làm sâu sắc thêm chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Ngày nay Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế.